chào ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể các thí sinh tham gia liên quan báo cáo viên của đoàn năm 2024. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Công To, hiện là phó bí thư đoàn cơ sở xã An Phúc, là một xã giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Tôi tự hào là cán bộ đoàn. Hôm nay tôi rất vui mừng khi được tham gia liên quan báo cáo viên của đoàn năm 2024. Đến với liên hoan lần này, tôi rất mong nhận được nhiều kiến thức để vận dụng thực tiễn vào công tác địa phương của đơn vị mình. Và sau đây xin kính mời ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể đoàn viên thanh niên theo dõi phần dự thi của tôi. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, liên quan báo cáo viên của đoàn năm 2024. Đến với liên quan lần này, tôi tham gia với chủ đề giải pháp ngăn ngừa phòng chống ma túy cho thanh niên giai đoạn hiện nay. Lý do tôi chọn chủ đề trên là gì? Hiện nay, mặc dù đất nước của chúng ta đang sống trong cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều các tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, đời sống xã hội. Một trong những tác nhân đó chính là tệ nạn ma túy. Có thể nói rằng thực trạng hiện nay ma túy diễn ra hết sức phức tạp. Chúng không chỉ diễn ra ở khu vực thành thị mà còn lan rộng ở khu vực nông thôn. Theo Bộ Công an thống kê, hiện cả nước có rằng 230.000 người nghiện và sử dụng ma túy. Có khoảng 60% người nghiện sử dụng ma túy ở độ tuổi 15 cho đến 25 tuổi. Khoảng 75% người nghiện sử dụng ma túy ở độ tuổi 17 cho đến 35 tuổi. Và đặc biệt hơn nữa, nhiều đối tượng ở độ tuổi 13 cho đến 15 tuổi sử dụng chất ma túy. Qua thực trạng trên, chúng ta có thể thấy rằng các đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa dần. Lý do thực trạng ma túy diễn ra ngày càng phức tạp và có xu hướng trẻ hóa là do lối sống buông thả một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Thêm vào đó, thiếu sự quan tâm, giáo dục, tuyên truyền của gia đình, nhà trường và xã hội về tác hại và phương thức phòng chống ma túy cho con em mình. Từ những thực trạng trên, tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau. Một là đối với bản thân thanh thiếu niên phải thường xuyên học tập, trau dồi những kiến thức về tác hại của ma túy và trang bị cho mình khả năng phòng bị và xử lý tình huống khi gặp phải những đối tượng khả nghi và khi bị dụ dỗ lôi kéo. Tích cực rèn luyện cho bản thân một lối sống lành mạnh, tích cực, hạn chế tiếp xúc với những người có lối sống tiêu cực, buông thả và đi đến những nơi tiềm ẩn mối nguy hiểm về ma túy như quán bar, quán nhậu, karaoke. Hai là đối với gia đình càng tích cực trang bị kiến thức phòng chống ma túy, thường xuyên quan tâm giáo dục trang bị cho con em mình về những tác hại và dấu hiệu nhận biết phòng tránh đối với ma túy, dành nhiều thời gian quan tâm đến tâm sinh lý con em mình, không nên nuông chiều cho tiền con chi tiêu quá mức. Ba là đối với nhà trường, thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy đến các em học sinh, nắm bắt tâm lý của em học sinh để kịp thời phối hợp với phụ huynh chấn chỉnh những em học sinh có dấu hiệu sử dụng các chất kích thích như thuốc lá điện tử, rượu, bia và có những biện pháp mạnh để răn đe. Bốn là đối với các đoàn thể và tổ chức xã hội. Đối với các đoàn thể và tổ chức xã hội, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục, pháp luật, kỹ năng sống, giúp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu biết về hậu quả tác hại của ma túy gây ra. Qua đó, có biện pháp chủ động ngăn ngừa và biết cách phát hiện sớm người thân có sử dụng ma túy. Đặc biệt, đối với tổ chức đoàn, cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với nhà trường, tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống ma túy đến học sinh, sinh viên, tổ chức các hội thi, hội diễn tìm hiểu kiến thức phòng chống ma túy đến học sinh, sinh viên. Kịp thời nắm bắt, quan tâm tới các đối tượng hoàn thành cai nghiện trở về địa phương, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với ban chính tắc và gia đình tiến hành vận động cảm hóa các thanh niên thường xuyên gây rối trật tự có nguy cơ sa ngã vào con đường nghiện ngập. Vận động tham gia các hoạt động phong trào của đoàn để kịp thời tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, định hướng kịp thời cho thanh niên. Phối hợp với gia đình để tuyên truyền vận động thanh niên đủ điều kiện, phẩm chất kết nạp vào tổ chức đoàn để bồi dưỡng và rèn luyện. Năm là đối với xã hội, mọi người dân cần trang bị cho mình kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy.
và không nên kỳ thị đối với người đã hoàn thành cái nghiệm, nên có cái nhìn cảm thông, chia sẻ và vận động để giúp các đối tượng có thể tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. 6 là đối với trung tâm cai nghiện. Đối với trung tâm cai nghiện, thường xuyên tuyên truyền, tư vấn tâm lý cho các đối tượng lầm lỡ, không nên tuyệt vọng. Cố gắng cai nghiện tốt để trở về gia đình và cộng đồng, phấn đấu trở thành công dân tốt. Tuyên truyền cho những tấm gương thanh niên sau cai nghiện trở về địa phương tích cực hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội. 7 là đối với các cơ sở việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm, kịp thời nắm bắt danh sách thanh niên hoàn thành cai nghiện trở về địa phương để đến gia đình tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tâm hội và động viên các đối tượng này. Vừa rồi tôi đã đưa ra một số giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn hiện nay. Cuối lời xin kính chúc sức khỏe ban tổ chức, ban giám khảo, chúc các thí sinh tham gia có kết quả tốt nhất. Chúc liên hoan báo cáo viên của đoàn năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.